Rất là nhiều người chúng ta trồng lan đuôi sóc, hay gọi là lan sóc lao, là một giống lan thuộc dòng lan giãn hương, hoa cực kỳ đẹp. Anh chị sẽ thấy mặt hoa nó sau đây. Và giống lan này chúng ta rất dễ trồng, đặc biệt trồng nơi vùng nóng thì phát triển cực kỳ mạnh, trồng nơi vùng nóng thì phát triển rất là nhanh mà không ra hoa. À, vì chúng ta không hiểu tính năng của nó. Giống lan này trong thời gian chúng ta chăm sóc bình thường thì anh chị chúng ta sử dụng phân bón là NPK20, B1 rồng biển, và chúng ta sẽ bỏ thêm phân gốc đó. Và chúng ta thích hợp nhất là trồng trong những giá rễ thông thoáng, bởi vì dòng rễ gió này nó phát triển rất là mạnh, và trồng nơi đủ nắng 50%, và chúng ta có thể tưới nước một ngày 2 lần nếu trời không có mưa. Còn trồng chỗ ít lộ thế này, ngày không có mưa chúng ta sẽ tưới nước 1 lần hoặc 2 lần, còn trời có mưa thì không cần tưới. Khi mà vào tầm tháng 11, 12 bắt đầu chuẩn bị kết thúc năm thì chúng ta bắt đầu tiến hành phun 6-30-30 cho nó 1 tuần 1 lần. Ta phun tầm 3 lần, sau đó anh chị tiến hành chúng ta cắt nước nó khoảng 30 ngày. Và có một cái ưu điểm quan trọng đó là nhiệt độ vào ban đêm. Với anh chị chúng ta trồng ở vùng nóng thì chúng ta hạ nhiệt độ vào ban đêm xuống, nên ban đêm chúng ta sẽ cho vào nơi lạnh lẽo như là nơi có máy lạnh. Và sau 1 tháng sau chúng ta đem ra ngoài chăm sóc tưới nước bình thường thì khoảng vài tuần sau đó, có thể 1 tháng sau đó thì lan chúng ta sẽ nhú vòi hoa, và nó sẽ cho hoa vào tầm tháng 4, tháng 5 dương lịch. Anh chị ta cần tư vấn chăm sóc lan đẹp thì hãy liên hệ với vườn Lan Nguyễn Thanh.